Chắc là mình phải quay trở lại nhà là mình để mấy cái đồ decor này lên trên cây thông. Wow. 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 Hello. Hello. No, no, no. No, anh ơi. Anh làm gì với nhỏ đi anh? Anh kêu em chơi với anh mà sao anh để nhỏ đó sổng chuồng đi anh? Chào các bạn, mình là Zuzun Zuzi và chào mừng các bạn đã đến với September 7, ngày 7 tháng 9. Thì đây là một tựa game của Emika Game. Nếu các bạn có biết đến Emika Game thì các bạn sẽ biết tới một số tựa game như là Fire Yourself, Father Day hay là Summer of 58. Thì đây cũng là một tựa game mới vừa ra mắt của Emika Game. Mình là một fan cứng của Emika, tại vì game của Emika lúc nào cũng rất là hú hút và chơi nó rất là cuốn các bạn à. Thì mình cũng chưa có biết rõ cái nội dung của game này là như thế nào. Mình chỉ biết nó lấy bối cảnh tại Nga vào năm 2009. Ok, thì ngày hôm nay hãy cùng mình xem tựa game này có gì thú vị ha. Ok, let's go. Hello. Đây ơi. Gì vậy? Oh wow, mình đang đâu đây? Giáng sinh các bạn à. Quay. Ok, mày hãy tiếp tục trò chơi của tao. Gì đây? Cái con gì nó đang ngồi trước mặt mình đấy? Oh wow. Có một cái tờ note này. Play with me, chơi với tôi. Oh, có một con hỏ nữa các bạn. Đây là chắc là cái hiệp Giáng sinh. Cái game này nó lấy bối cảnh tại Nga cho nên là mấy cái tờ note nó cũng ghi tiếng Nga nè các bạn. Nhưng mà nãy mình thấy hình như cái này là cái xác người phải không? Cái gì trong cái hộp hay là cái quan tài này đấy? Đây có một cái ngôi sao này. Ngôi sao đầy máu à. Ngôi sao này dính máu hay là nó bị xét gì đây? Lấy à. Ok. Hello. Con này à. Nó cười các bạn à. Nó cười. Vài tiếng trước. Chúng ta cần về nhà thôi. Đi mà. 7 giờ tối. Đi mà 7 giờ tối. Mình có một cái đồ nè, mình có cái vật phẩm nè. Tôi cần phải về nhà. Chắc cái này là hai người yêu của nhau. Chắc cái này là tự họa giữa mình với bạn gái mình hay sao. Wow, mình có cái Zippo các bạn. Nhưng mà ở đây sáng quá, mình chưa cần dùng Zippo đâu. Mình nghĩ ở đây mình thấy giống như là, ở đây giống như là một cái khu bỏ hoang rồi các bạn. Nó chả có ai đây. Chắc mình đi qua hướng này đi ha. Wow, wow, có hai con khỉ nè. Hello. Hai con khỉ nhìn quen quen nhưng mình có thấy nó ở đâu rồi á. Trong cái game gì hay là phim hoạt hình gì á. À, mình chắc mình phải đi vô trong đó rồi. Cái banh củ xì. Mình nghĩ trong đây là một khu chung cư các bạn à. Cái chung cư. Rồi, mình về nhà thôi. Mình đi vào đây. Đây là nhà mình. Wow. À, mình không có đi xuống không có đi xuống dưới này được, nó bị cái ba cái bọc gác nó chặn lại rồi. Check the task. Anh Gia nói là cô ấy để lại cho tôi một cái bất ngờ ở gần cánh cửa. À. Vậy là mình phải liên tục check cái tab của mình để mình xem những cái việc mình cần làm. Bất ngờ gì chưa? Anh Gia là người yêu của mình đúng không? Chắc mình phải lên tầng trên, ở đây đâu có gì đâu. Hello, chú lạc đạc xinh xăng. Wow. Ủa, vậy cái căn hộ của mình là ở phòng nào ta? Wow, đây mình vẫn chưa thấy. Ý, con mèo nè. Hello, em mèo. Đừng nha, đừng có nhảy sổ vào mặt ta, cái mèo kìa nha. Ok, nó vẫn ngủ các bạn à. Nó không nhúc nhích luôn. Tiếp tục lên trên. À đây, có phải đây không? Đây chắc chắn là cái điều bất ngờ đây rồi. Ở đây rồi. Quà đúng không? Wow, Anja và Dima. À, Dima là mình. Mình, nhân vật chính của mình tên là Dima. Và bạn gái của mình là Anja. Anja và Dima. Cái nét vẽ này giống anime Nhật Bản quá ha các bạn. Nét vẽ này giống Nhật quá ha. Lấy thôi. Hết lên được rồi nè. Nó chặn lại bằng chiếc xe này rồi nè các bạn. Chắc vô đây luôn. Ok. Chắc bồ mình đang chờ mình ở nhà ấy.
Sao trong nhà nó không có điện ha? Ụp. Hột quẹt gì mà sáng dữ rồi các bạn nhìn nè. Khi mà không có hột quẹt tối hù luôn, không thấy một cái gì luôn. Và sau khi bật hột quẹt nè, các bạn thấy ảo vãi chưởng không? Sao nhà em bạn gái mình cái gương này giống như là mới bị đục. Okay. Mình xem coi bất ngờ gì ấy. Đầu tiên tôi cần phải mở đèn. Ok, mình phải cần tìm mở cái công tắc đèn. Sao căn hộ mình ai tắt? Bạn gái mình đâu, sao để đèn tối hôi nhỉ? Wow, đúng chất phong cách Amica Game luôn. Mình có thể nhấn nút E đó mà mình zoom lại. Ngày 29. Tôi đã sống ở đây. Chúng tôi đã sống ở đây 3 tuần rồi. Ồ, mình ở đây 3 tuần rồi. À, có cái gì nè. Vào ngày mai, vào ngày 7 tháng 9, chúng tôi sẽ dọn đi. Dima cần phải đi học. Ủa, là mình là nhân vật chính là muốn đi học cho nên là dọn nhà sao? Và xe của chú Vidya đã bị hỏng. Trước khi mà chúng tôi dọn đi, chúng tôi đã bỏ lỡ rất là nhiều thời gian rồi. Bây giờ chúng tôi cần phải tìm ai đó giúp chúng tôi. Tôi hy vọng rằng là một vài ngày tới anh sẽ tìm được một vài người để mà giúp chúng tôi dọn đồ từ cái căn hộ cũ. Chúng tôi chỉ sẽ mang những cái thứ cần thiết. Hãy gọi ngay cho tôi khi mà bạn đọc nó. Là sao? Cái bức note này là viết cho ai đây? À, vậy là... Wow, ba mẹ mình các bạn à. Cái tờ note này là ba mẹ mình viết. Coi như là muốn chuyển chỗ để cho nhân vật chính chúng ta đi học. Vậy là cái tờ note này là cha hoặc là mẹ của mình viết nè. À đây có cái... Chìa khóa này như... không lấy được. À, đây có cái cầu dao nè. Hết hồn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mở cái hộp quà. Rồi, có đèn rồi mình sẽ mở hộp quà xem. 1, 2, 3. Gì đây? Wow, cái con. Wow. Vậy là hóa ra đây là nguồn gốc của mọi tai hại đúng không? Cái con này là cái con hồi nãy mình gặp nè các bạn. Cái con mà nãy nó đòi play with me nè, đòi chơi với tôi nè, là con ma này gì. Rồi xong rồi, cái món quà của bạn gái mình sẽ là cái thứ mà hại mình. Cái con này chắc chắn nó đã bị ám rồi. Vãi liều. Một con búp bê ngu ngốc. Cô ta lấy nó ở đâu hết nhở? Cô ấy lấy nó ở đâu hết? Mình có khoảng 1, 2, 3. Thôi mình đi qua phòng này trước đi ha. Xem bên đây có gì. Nhà gì mà tối thiệt sự luôn ấy. Mình đã bật đèn rồi nhưng mà nó vẫn còn tối nha. Wow. Mình xem bên đây có gì chứ. Sao mà nhà mình thấy nó hơi bị bừa bộn nha. Vứt nè. Dơ dép. Cây chổi để ngay đây. Tại sao cây chổi để dưới cái tivi nhờ? Các bạn nhìn tivi nè. Tivi củ chuối này năm 2009 cho nên là còn xài cái tivi này. Cái đàn piano. Mẹ luôn luôn có ước mơ là trở thành giáo viên thanh nhạc. Bà nội thì muốn đi bán thuốc hả? À, bà ngoại tôi thì muốn mẹ tôi đi bán thuốc. Đọc không kịp các bạn ạ. Tức là mẹ của bà ngoại mình muốn mẹ mình đi bán thuốc chứ không có muốn là mẹ mình đi theo con đường âm nhạc. Cho nên là sao cái cửa này nó bị ai giọng một phát bể kính đây. Chung là mẹ mình là một người yêu âm nhạc. Còn cha mình thì chắc là cũng ủng hộ. Cho nên là mua hẳn một cây đàn piano để trong nhà ấy. Đây có bộ sưu tập búp bê Nhật nè. Từ bé tới lớn. Mà không biết sao cái con, không biết sao cái con này nó bị che bởi cái túi gì màu trắng đây. Qua đây thử. Oh wow. Đây chắc là phòng của mình. Đây chắc hẳn là phòng của mình. Đây nó có mấy cái máy vi tính nè. Chắc là phòng của mình các bạn. Ok, mình bỏ cái cặp mình xuống đi. Mình đã ở đây 3 tuần rồi. Mình đã học một cái trường mới. Bây giờ mình còn học cùng lớp với lại An Gia. Tức là ba mẹ mình đưa về nhà, chuyển nhà là vì mình, để mình đi học. Mình đã dọn tới đây khoảng 3 tuần rồi. Và mình đã làm quen với một cô em tên là An Gia. Và cô em đó như cũng là bồ mình luôn ấy. Wow, ở đây có hai cục tạ luôn nè các bạn. Mình cũng có hai cục tạ, cũng na ná với hai cục tạ này nè.
Rồi bây giờ mình mở cặp mình xem, bây giờ mình làm bài tập đi. Check the task. Giờ mình sẽ lấy cuốn sách trong ở trong trong bàn. Bây giờ cái internet nó không hoạt động rồi. Mạng không hoạt động rồi. Được gái tỏ tình ghê vậy nhờ. Mới chuyển tới 3 tuần thôi mà đã cua gái được rồi. Kinh. Đi mà em rất là vui khi mà anh và em đã học cùng nhau ở cùng một ngôi trường và sống ở gần nhau. Chúng ta sẽ có một mùa hè thật là tuyệt vời. Và em không muốn chúng ta rời xa quá lâu. Hãy gọi cho em vào ngày hôm nay lúc 10 giờ tối. Cha của em không có ở nhà vào lúc đó. Em muốn nói chuyện. Ok, ok. Vậy là bây giờ mình sẽ điện thoại cho bạn gái mình. Tức nghĩa bây giờ mình sẽ đi check mấy cái leak. À, mình sẽ đi xem cái tờ giấy, cái note viết ở trên tủ lạnh, xem coi mẹ mình có nhờ mình làm gì không ấy. Mình sẽ đi kiểm tra cái... Gì vậy trời? Mẹ nó lại tắt điện rồi. Cái căn hộ này không có được im ái lắm rồi đấy. Vừa về nhà đã bị cúp điện. Well. Who is that? Ai gõ cửa ấy? Cái nhà này không được im rồi nha. Ba mẹ kiếm cái nhà gì đâu mà kỳ cục. Man. Con quỷ búp bê nè. Con quỷ búp bê nè. Man. Fuck. Mày đúng không? Mày tắt cầu giao điện nhà tao đúng không? Cái con này có biến rồi. Đáng ra mày, từ cái giây phút đầu tiên mà tao gặp mày là tao phải vứt mày ra sọt gác mới đúng. Đây nè, cái con này là hữu phạm. Con này là hữu phạm tạo nên tất cả những cái gắt gối sau này. Bây giờ mở điện lên một lần nữa. Wow. Nó quay lại nhìn mình nè các bạn. Mày yên tâm, không hót được tao đâu con trai. Rồi giờ qua đây. Mình thấy nó, sao khúc này nó tối nhỉ. Mình sẽ xem coi cái bếp nè. Thấy cũng khá là bừa bộn. Nhà mới chuyển tới khoảng chừng là 3 tuần thôi mà sao nó bừa bộn thế nhờ. Thường là mấy cái nhà mới thường sẽ nó không có bừa bộn nhanh vậy đâu. Sao nhà nó dơ quá. Ê, mình có thể mở cái cửa này nhưng mà mình thử mình check mấy cái tờ note trên đây trước đi. Đây là những cái công việc của bố, có nghĩa là làm sạch cái sofa và rửa chén, lau dọn cái phòng lớn và lau dọn phòng bếp và đi đổ rác. Đây là cái những cái công việc cần làm của ông bố nè. Wow. Nghe thấy âm thanh kỳ lạ nhỉ. Rồi, đây là đi mà. Cha và mẹ thì rất là lo lắng cho con. Nhưng mà con phải hiểu là đây chỉ là một cái ngôi trường mới thôi. Có rất là nhiều người con phải tập làm quen. Cha thì muốn là con hãy cùng nhau giúp đỡ bố mẹ để công việc về nhà nó diễn ra nhanh hơn. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai khi mà mẹ về nhà sau công việc được không? Là vì là ba mẹ thằng này đi vắng rồi. Ok mom, con sẽ giúp mẹ. Để mở cái cửa này xem. Đây mình nghĩ chắc trong đây nhà kho rồi. Trong đây chắc đựng ba đồ cũ. Wow. À, cái này hông với cái phòng khách. Vậy là đây là nhà. Khi mà cha tôi xong công việc thì ba mẹ thường hay bán những cái món đồ ở căn hộ để mà trả cho những cái phí, những cái khoản nợ. Bán đồ để mà trả nợ à. Mình rất là sợ khi mà mình đang dòm một cái gì đó rồi xong rồi mình quay ra đằng sau thì sẽ có con gì đó nó nhảy ra nó hù mình. Bây giờ mình quay trở lại phòng thôi. Mình quay trở lại phòng mình điện cho. Wow. Cái con đó nó biến mất rồi kìa. Có thể là nó lẻn vô phòng của mình rồi. Có thể. Wow. Eo, đây nè. Cái con này nè. Con quỷ này nè. Mày vô tới đây đúng không? Đáng ra mình phải thấy lạ ngay từ ban đầu rồi. Mình phải sớm mình vứt con này đi mới đúng. Nhưng mà không được. Mình là người bóc siêu cho nó thì mình có vứt nó thì nó cũng vô lại nhà thôi. Mình nghĩ vậy. Hơn trong mấy phim ma nó sẽ vậy. À không, vậy là mình phải đi.
Mình phải đi mình hiểu rồi. Vậy là cái này mới dọn vô rồi nè. Bởi vì đồ đạc chưa có sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ mình sẽ mở mấy cái này ra. Ôi. Wow. Tao sẽ chóng mắt lên xem mày sẽ làm cái gì ha. Má, mình là good boy các bạn. Mình là trai ngoan. Nên là cho nên là trước khi mà mình cái gì đây? What the hell? What the hell? À, mày, các bạn nhìn con mắt nó nè. Một ánh mắt giận dữ. Má, mình là good boy các bạn à. Trước khi mà mình điện thoại mình nói chuyện với gái thì mình phải dọn dẹp phụ bố mẹ. Mình phải dọn dẹp, mình phải rửa chén rồi đó mình mới làm. Má, con ngoan. Con ngoan trò giỏi, xứng đáng được yêu thương và xứng đáng bị ma ám. Итак, я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогеры. Ủa, gửi chén xong rồi còn đóng chén này sao? À, wow. Wow. Я хочу тебе... Như gửi chén xong rồi con voi nó mắc hút luôn. Ảo ma thiệt, cái nhà này công nhận, cái nhà công nhận có phép hay gì á? Tại sao gửi chén xong rồi còn đóng này không dẹp nhờ? Làm nửa vời quá. Xong rồi. Tiếp theo thì sao? Mình sẽ dọn dẹp phòng khách. Dọn dẹp. What the fuck? Có cái tiếng gì á? Ow. How? How? Cái con này đâu ra đây? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy bà nội vô kia? Bà nói cho tao biết là cái gì đây? Cái gì vậy trời? Cái gì? Mình thấy như một khoảng không. Shit. Rồi nó lại cúp điện nữa rồi. What the fuck? Mẹ ơi, đúng là mẹ đi văn. Mẹ đi văn. Con bị ma đây nè. Kêu đi. Xong rồi. Mình không thể nào đi ra ngoài kia được nữa. Bây giờ mình sẽ đi ra đây. Đi ra đây làm gì đây? Mình... mình... Ow. Cái gì vậy? Con gì vậy? Wow. What the hell? What the hell? Man. Help me. Help me. Trời ơi trời. Rồi má, mình cá với các bạn luôn là từ đây tới cuối game là sẽ có ít nhất là 10 cái jump scare. Emika game nó sẽ luôn hù mình vào những lúc mà mình không ngờ tới nhất. Tao ghét cái gương này lắm rồi nha. Wow, mở lên lại coi. Đáng ra pha này là mình phải gọi điện cho bố mẹ liền. Xong rồi phắn khỏi cái chỗ này lẹ. Rồi bây giờ tiếp tục dọn dẹp cái phòng khách coi. Phòng khách như cứt. À, phòng khách nè các bạn thấy không? Giày dép vớ gì gớm. Lấy cây chọi. Quét quét quét. Quét quét quét. Mình phải quét như thế nào? À. Úp. Vậy là quét rồi đó hả? Ảo vậy. Tiếp tục. Rồi tiếp tục là dọn phòng bếp. Cái con quái vật mất tiêu luôn rồi á. Ok. Tiếp tục. Rồi, mình sẽ đi vứt rác. Rác rồi đúng không? Rồi, tao vứt rác sẵn, tao vứt mày luôn nhé con chó. Nếu như tao sao lại tặng mày cho tao nữa.
Mày sao đây? Mày sao đây? Mày đúng rồi. Nên vứt cái con búp bê chó này đi luôn. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy boy. Đúng rồi đấy. Làm đúng rồi đó. Rồi đi. Let's go. Quay 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 quay. Nó mở từ từ. Ghê lắm ghê lắm. Ok. Nó loát các bạn ạ. Vứt gác xong rồi về nhà lẹ đi. Lạnh lắm rồi. Bố mày lạnh háng lắm rồi. Ngoài trời không có một ai. Có mấy cái chiếc xe cũ đổ thôi. Cái tòa chung cư này chắc là gia đình này hiếu nợ nần dữ lắm. Em dọn vào cái chung cư cũ nát này. Chung cư sập sệ. Coi các bạn nè, vẽ bẫy tùm lum hết. Chắc là hiếu tiền lắm mới dọn vô đây ấy. Ê, con mèo mất tiêu rồi. Có một con mèo ngồi ngay cửa sổ. Mình không thấy nó nữa. Mình vứt rác ở đâu? Wow. Chứ banh nè, mình có thể đá banh được. Wow, cái banh nó xuyên tường luôn kìa. Wow. Messi. Rồi. Mình vứt gác ở đâu? À đây có một cái hùng gác. À, khúc này, mình vứt gác ở trong đây. Xoay. Bye bye. Cút đi, con quỷ búp bê ngu ngốc. Nhưng mà đâu, dễ dàng lắm sao? Mình nghĩ là khi mà mình vô tới trong nhà thì nó sẽ xuất hiện cho. Nhìn kìa. Bà nào đấy? Sao bà nhìn tôi? Bác hàng xóm đúng không? Cô hàng xóm ơi cứu tôi. Trời. Trời các bạn ơi. Cái mặt bà ấy ghê quá vậy. Cái mặt bà ấy ghê vậy bà nói. Ôi. Để mình lên mình nói chuyện. Mình lên mình giao lưu với bà xem. Cô ơi là cô. Sao cô không đi mà cô bò? Ai mở cái cửa này thế? Tại sao cái cửa này mở? Trời ơi. Con người hay là con thằng lằn vậy? Ba mẹ dặn sao không được vào nhà người lạ mà tại sao? Nhưng mà vẫn vào các bạn à. Ok, ok các bạn nhìn con này gớm quá vậy. Nhà bà này. Để xem. Tìm cách trốn khỏi. What the fuck? Mẹ. Má mày, mày vô làm chi rồi mày. Cái kết của sự tò mò đây các bạn à. Mày vô làm chi rồi bây giờ phải tìm cách đi ra nữa nè. Má cái kiểu gì đây? Cái người đàn bà đó là ai đây? Ok. Ok. Đừng nói bà nhào ra nghe bà nói. Ao, bà kia. Ơi, hello, nhìn tôi nè. Hi. Mình có thể lấy cái búa này không? Ao! Lại là con búp bê chết tiệt đi nữa. Wow, mình phải làm sao mình thoát ra khỏi đây đây. À, mình nhìn qua mắt mèo đúng không? Wow. Gì á? Gì trời? Công nhận mấy cái âm thanh của Amica Game nó làm rất là kinh nha các bạn. Kiểu cái âm thanh của mấy cái game mà của Amica nó luôn làm mấy âm thanh môi trường ấy rất là gớm. Mà nhưng mà nó có cái tiếng sột soạt gì ấy. Úp. Quay quay. Nó bịt cái cửa lại luôn rồi nè. Ow, ow, có cái gì đây? À cái tấm hiệp đầu game Play With Me nè. Ô nó mở cửa nè. Wow, các bạn có thấy con búp bê này quen quen không? Ở trong Father Day ấy. Vãi chứ. Cái đây. Mẹ, về nhà thôi. Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Đáng ra pha này là không về mới đúng. Pha này là chạy hẳn tới đồn cảnh sát luôn. Về làm gì, về làm gì. Con mèo ở ngoài cái cửa sổ nó mất tiêu luôn, các bạn thấy không? Có một con mèo nó nằm ở đây nè. Nhưng mà bây giờ nó mất tiêu luôn rồi. Mèo đen. Gặp mèo đen là biết chuyện chẳng lành xảy ra. Ok. Wow, có điện thoại. What the. Wow. Nó lại xuất hiện nữa kìa. Sao mà đỡ được. Wow, như có cái điện thoại. À, điện thoại đây nè, điện thoại đây nè.
Ủa? Wow, tại sao cái nhà vệ sinh nó mở rồi nè? Đi tè phát cho đỡ sợ. Ủa nhưng mà mình nghe tiếng điện thoại, mình nghe tiếng chuông điện thoại. Hay là cái phòng này ai nữa đây? Phòng này phòng ai đây? À phòng này phòng tắm. Ủa điện thoại. À, à đây 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 đây. Đi mà. Hello anh Gia, đi mà. Chuyện gì xảy ra? Sao cậu biến mất vậy? Cậu đã... cậu đã đâm trong nhà cậu 3 tiếng. Cái lầu đầu tiên đã mở ra và có chuyện gì đã xảy ra? Cái gì? Cậu chắc không anh Gia? Cậu đã tìm được cái con đó, cái con búp bê đó ở đâu? Tôi không có cái gì vậy anh. À, rõ ràng là cậu để một cái hộp trước cửa nhà tôi mà. Đi mà, có một ai đó ở đây. Cái gì đấy? No. Anh Gia, chuyện gì đã xảy ra đây? Wow, à. Oh. Wow. Hello. Cần phải ra khỏi đây thôi, cái chuyện đó gì đó đã xảy ra với lại anh Gia, mày làm đúng không? Con búp bê chết tiệt. Oh, tức là cái em bạn gái của mình nói là em thấy mình đi đổ rác, cho nên là nó đi theo mình, đi vô trong đây. Nhưng mà mình nói là mình thấy một người hàng xóm, là cái bà hồi nãy mở cửa đó, và mình đi theo bả, mình chạy vô và mình thấy một số điều kỳ lạ. Xong rồi con anh Gia nó mới nói là mày nói cái đéo gì vậy, cái bà hàng xóm đó là bà đã chết vào mùa đông năm ngoái rồi. Tức là cái bà hồi nãy mình gặp á là bà đã chết lâu rồi, sao hồi nãy mình nói cái đéo gì vậy? Tại vì cái khu này là thằng này nó mới dọn tới, cho nên là nó chưa có gành khu này. Rồi con anh Gia hình như nó đang gặp nguy hiểm ấy, nó gặp ai ấy. Và rốt cuộc là con anh Gia không phải là người mà gửi con búp bê cho thằng này. Con anh Gia không có biết con búp bê đó. Vậy là ai gửi con búp bê cho mình đây? Có bao nhiêu cây dao ở trong bếp? Hả? Đứa nào hỏi tao câu này đây? Mình chắc chắn là đây là cái con búp bê nó hỏi nè. Nó muốn mình play a game với nó, chơi trò chơi với nó. Bây giờ nó đố mình nè. Đố mình là có bao nhiêu cây dao trong cái hộp tủ. Khoan, ra đây thử. Cái gì? Game này hình như nó cũng có liên quan tới Christmas các bạn à. Giáng sinh ấy, mình thấy nó làm cũng có không khí Giáng sinh ấy. Ủa? Cái tầng hầm à. Wow, nó có một cái mật mã nè. Wow, mình chưa có biết mật mã là gì. Rồi, có bao nhiêu cây dao đúng không? Bao nhiêu cây dao? Mình tìm thử xem. À đây. À, đây ơi. À, bao nhiêu cây dao hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây dao. Điểm đến 5. Và quay sang trái. Đi về bên trái hả? 1. 2 3 4 5 Mẹ mày. Mày tưởng bố mày sợ mày sao? Bố mày sợ mày chắc. Tìm 4 cái thông Noel. À không, tìm 4 cái đồ chơi cây thông. À, tìm 4 cái món đồ chơi trang trí ở trên cây thông và đi qua cái cửa. Tìm 4 món trang trí. Mẹ nó biến mất nữa rồi nè các bạn. Một cây đèn dầu. Hình ảnh cây đèn dầu làm nhớ tới Việt Nam vậy. Nếu như vậy thì mình phải tìm cái mật khẩu ở đây rồi. 6, 5. Liệu này nó có liên quan không nhỉ? Vậy là 3 3, 5 3, 5 3, 5, 4 mấy 3, 6, 5, 4 hả? 3654 thì mình thử mở cái mật khẩu coi. Mình thử mở 3654. Dớp. Ok. Tức là cái mật khẩu nó nằm ở trong từng cái tờ note đó các bạn, với lại cái số con dao là thành 4 số mật khẩu. Rồi, chui vô đây. Bây giờ nó kêu mình tìm mấy cái đồ trang trí. Dừa dừa phải thôi. Một dừa hai phải thôi con quỷ. Yeah, mày. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy tôi đoán đúng chưa? Từ đây tới hết game là sẽ còn có khoảng
ít nhất là 10 cái chim khe. Game này là game ngắn ấy, chứ không phải là game dài đâu, mà nó sẽ hù liên tiếp ấy. Wow, wow, trang trí đồ quà Giáng sinh hơi độc đấy, một con mắt. Máu không ấy, máu không ấy, máu. À đây, tìm được một cái chuông. Hồi nãy nó kêu mình tìm mấy món đồ ta, hình như là 3 món đúng không? Wow. Cái dao đâm vô chiếc vớ. Mình có thể mở cái này. Wow, mình thấy một cái đồ cắt ở phía sau đó, một cái raw bar bên đó rồi. Ok, mình phải tìm cái đồ cắt để mà cắt cái đó. Cái mô típ game thì nó cũng khá là quen thuộc á các bạn. Wow. Cái tiếng gì mà kỳ cục hoài luôn, nó lên cái tiếng gì mà nó rất là kỳ cục. Đi qua đây lại xem. Mình phải tìm cái gì đó mới mình đập cái đó được không? À, có cây cưa nè, mình có thể lấy. Ồ, có một tờ nốt đây nè. Ha ha, mày đã lấy được, tìm kiếm đi. Cái gì vậy trời, cái gì vậy ba? Không hiểu. Có cái dao nè. Wow, cái đường hầm nó mất tiêu rồi. Oh, wow, đây, mình thấy cái cây. À, đây rồi, cái cây ơi. Có cái xà beng đây rồi. Rồi, mình sẽ mở cái này. Được rồi. Mẹ, nó giấu kỹ thế nhờ. Éo thay. Wow. Má thằng này. Nó giấu mấy cái đồ decor cây thông ở khắp mọi nơi. Rồi, một cây kẹo mút nha. Lại là tấm vải trắng nữa kìa. Cái gì? Cái gì đây nè? Có phải là mày tìm cái đồ cắt không? Tao giấu nó rồi. Mẹ. Gõ game mình thấy cái đồ cắt, xong rồi mình đi qua đây, xong rồi nó giấu cái đồ cắt tiếp. Nó nói là nó giấu ở trong cái tủ quần áo rồi nè. Ô, đây là phòng mình đây nè. Cái đồ cắt đâu? Mở ra nó sẽ hù nè. 1, 2, 3. Ok, nó không bao giờ là như mình dự đoán các bạn à. Khi mà mình chuẩn bị tinh thần thì nó sẽ không hù. Nhưng một khi mày lơ là nó sẽ hù mày. Đây nè. Trời ơi. Và lấy cái đồ cắt nó sẽ hù. Biết ngay mà, biết ngay mà. Lấy cái đồ cắt nó phải hù. 1, 2 cú nó không hù, cú thứ 3 nhất định nó sẽ hù. Rồi nha, được rồi nha. Cắt xích cái này đi. Hù. Hello, mình chạy qua đây nó sẽ hù nè. Mình nghĩ vậy. Tên 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 tên. Wow. Nó mở cửa cho mình luôn rồi. Wow, lại một căn hầm nữa. Không có thể qua đây được. À, bên đây nó chặn lại hết rồi nè. Mình chỉ còn cách đi qua đây thôi, mà chắc đi qua đây nó hù nữa. What the fuck? Mình thấy nó rồi, mình thấy con voi rồi. Tôi thế nhờ. Dẹp mẹ đi. Dẹp mẹ đi nghỉ chơi. Trời chơi. Vãi cả shit luôn á, trời ơi là trời. Sao mà đỡ được? Kêu em. Phải đảo ngược ở trong đây. Ê, con voi này, con chó voi này. Mày, con quỷ voi này mày liên hữu với cái con búp bê đúng không? Mày với nó là đồng bọn nhau đúng không? Hát đúng là nuôi ông tay áo mà.
Hình như nãy mình tìm được hai món à, một cái chuông với lại một cây kẹo mút. Mình mở cái này đi. Ok. Hồi nãy như đây là phòng tắm nè. Cái phòng tắm với lại ở bên nước ngoài thường nó sẽ làm một cái phòng mà để đi đi ẻ, mình nó sẽ làm phòng đi ẻ riêng với lại phòng tắm, nó không có nhập chung như ở bên Việt Nam mình. Bên Nhật cũng vậy á. Wow, mình không tìm thấy gì cả. Có vẻ nó dục vô đây hay là sao? Wow. Đừng có vậy nữa, đừng có vậy nữa. Wow. Tắm hả? Gút nước xuống các bạn à, gút nước xuống. À, nó có một trái châu nè. À, có một trái châu nằm ở dưới đây. Rồi. Ba món. Quay lại nó hù nè. Đừng. Đây nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi biết lắm mà, tôi biết lắm mà. Chuẩn bị nó nhào vô nè. Chuẩn bị nó nhào vô nè. 1, 2, 3. Tại sao? Tại sao? Nó không bao giờ đúng với lại những gì mình nghĩ ấy. Những cái game của Emika nó làm mình rất, nó hù rất là đỉnh luôn. Mình không thể nào đoán trước được là nó hù lúc nào ấy. Ow, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình đi ra đây được rồi nè. Wow. Welcome to the zoo. Rồi. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái cảnh này mình quay trở lại cái cảnh đầu game nè. Rồi. Mình vô bàn đàm phán với nó nè các bạn ơi. Hello. Hello. Hello anh ơi, anh ơi, anh tha cho em một con đường sống đi ạ. Đây, cái món này là cái món cuối cùng đúng không? Con này giống như là horse ấy. Chơi với tao. Cảnh này đúng chắc đầu game luôn nè. Vậy mình chắc mình có thể quay trở lại. Trời ơi, con này nó móc mắt, móc tim, móc gan người ta. Đây là nhà của nó. Đây là mấy nạn nhân rồi nè. Tức nghĩa là mình không chơi với nó là mình sẽ chết ấy. Mình sẽ có một cái kết cục giống như mấy đứa này. Các bạn nhìn nó mặc cái bộ đồ giống như là bà ngoại vậy. Man. Ok, bye bye. Tao đi đây. Chắc là mình phải quay trở lại nhà là mình để mấy cái đồ decor này lên trên cái thông. Wow. 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 Hello. Hello. No, no, no. No, anh ơi. Anh làm gì với nhỏ đi anh? Anh kêu em chơi với anh mà sao anh để nhỏ đó sống chuồng đi anh? Anh ơi. Chuẩn bị tinh thần bị hù tiếp nhá. Wow. Biết ngay mà. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Chạy đâu cho thoát. Cái con mụ đó là ai? Cái con ma đó là ai? Mình nghĩ cái con ma đó là cái bà hàng xóm ở lầu 1 của mình ấy, cái bà mà nhỏ bạn gái mình nó nói là chết vào mùa đông ấy. Bây giờ chắc là nó quay sang nó ám cái căn hộ của mình ơi. Trời ơi. Quay mày ngồi đây nào vậy? Rồi để co lên đi, để co lên. Rồi để co lên, xinh đẹp lên em ơi, xinh đẹp lên. Проснись. Tỉnh dậy đi. Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать, понял? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши же там, типа, почки-то до сих пор на месте. Он же, наверное, должен за ним охотиться, или как-то так. Так, а зачем я взял болторез, здесь больше не было запертых мест? Tôi không có rõ ràng lắm về cái chuyện gì đã xảy ra. Hả? Так, я не понимаю. Ааа, ебать! Tỉnh dậy, ngồi dậy đi! Cái căn hộ chết tiệt này đã так, làm cho tôi điên lên mất стандарт, рồi. Это была стандартная скрема, а стандартная я видел такую рожу уже неоднократно. Нам вон там ở đây. Con bê kìa, con bê đang bấm. Con bê đang coi video. Ух, ебать. Cần phải gọi cho anh ra. Well,
Mình không biết nãy giờ những cái chuyện mà mình vừa xảy ra là thật hay là mơ, hay là tất cả những cái điều này là do con búp bê đó khiến cho mình như vậy, hay là từ đầu game tới giờ chỉ là do cái thằng này nó đang xem video game ma ở trên YouTube thôi. Mình không biết nữa, nhưng mà mình thấy cái con búp bê đó ngồi ngay máy tính. Mình nghĩ là tất cả những cái ảo giác, những cái giấc mơ hồi nãy là do con búp bê này nó làm ấy. Nó làm như mình cảm giác như đang là trải qua một giấc mơ, nhưng mà thật ra nó có thể là thật ấy. Ok các bạn, thì đó là tựa game September 7, ngày 7 tháng 9. Nó khá là mơ hồ và thực sự jump scare rất là nhiều và muốn đái ra quần. Nó hù bất kể khi nào mà bạn không có lường trước được. Nói chung là những cái lúc mà mình nghĩ nó hù thì nó sẽ không hù, còn những cái lúc mà mình lơ là xíu là nó sẽ hù ấy. Nói chung là Emika nó rất là nắm được tâm lý của người chơi ấy, cho nên là game nào của nó cũng hù rất là đỉnh luôn á. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình tới đây ha. Và nếu hay hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ quay trở lại vào những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye.